Maximus, hãy cẩn thận. Cậu có sao không? Không sao. Thật khủng khiếp. Nhưng giờ mọi chuyện đã ổn rồi. Hãy tiếp tục nào. 3, 2, 1. Sao tí nhá. Thành công rồi. À? Khoan đã, khoan đã. Tụi mình có một tay chơi guitar đỉnh ở đây. Liệu mà chạy đi Rosie. Cậu ở đâu? Khoan. Một một. Thấy cậu đấy. Hai một. Roxy, báo động đây. Đợi tớ đi. Roxy, em đi đâu vậy? Mà em cần em. Tớ đây. Xin lỗi trời, biến đi. Oops, xin lỗi nha. Lily. Roxy, cảm ơn bồ. Mọi thứ vẫn như cũ nha. Yeah. 3, 2, 1. Xin lỗi. Nhìn anh ấy kìa. Wow, anh ấy ăn như hoàng tử ấy. Ew, sao cậu có thể thích gã đó chứ? Có người rơi vào lưới tình rồi. Tập trung vào Lily. Có chuyện gì vậy? Chúng ta cần tìm hiểu về anh ta. Tớ có thông tin đây. Đây là ảnh của anh ta từ 4 tới 15 tuổi. Nặng 41 cân. Cao 1m90. Anh ta thích ăn kem trong công viên. Lập dị. Lily, cậu có nghe ta nói không đấy? Xin lỗi nhá, cậu nói gì cơ? Đúng là giờ hơi không biết bơi. Gửi tin nhắn. Cậu không nên nhắn trước. Nếu không, anh ta sẽ không tôn trọng cậu. Tớ canh chừng cậu đó. Tớ canh chừng cậu đó. Không phải hôm nay. Chắc chắn Rosie không biết mình ở đây. Lily sẽ thích cho mà coi. Hay đấy Rosie, nhưng xem tớ đây này. Hoàn hảo. Ôi mẹ ơi, mình ấn nhầm sao? Anh ta vẫn đang gõ à? Vâng ạ. Ai đó? Trần không cần trình. Câu trả lời là gì đây? Hẹn hò ngay.
thương bạn mình. Tớ rất mừng cho cậu. Tặng em này. Cảm ơn anh. Em thích làm gì lúc rảnh? Thì nói bóng đi. Em thích bóng. Hả? Bóng? Ý em là bóng rổ. Tất nhiên rồi. Các hộ tôi với. Có lẽ cho tôi một kem đi. Không được. Hả? Tớ đây, Roxy đây. Không sao đâu. Hả? Lily, em làm gì vậy? Đừng sợ, đây là bạn em. Roxy, cậu đang làm gì ở đây thế? Tớ nói cho cậu. 1, 2, 3, 5. Ổn cả. Mỗi tội tay hơi mẩn. Mình cần lên kế hoạch. Mua sắm. Cà phê. Dạp chiếu phim. Chuẩn không cần chỉnh. Đừng hòng làm phiền tụi này. Xem tớ mua gì nè. Cảm ơn bố. Chúng mình đã đợi phim này rõ là lâu. Roxy, em hào phóng thật đấy. Đi thôi. Nếu anh muốn chiến tranh thì tôi chiến với anh. Wow. Hình như đây là nơi công cộng đấy. Phải đi thôi. Mình đi ra ngoài đi. Ok. Mình cần kế hoạch B. Tôi có cách khiến cậu chú ý rồi, Lily. Lần nào cũng thành công mà. Roxy, tớ đến rồi. Roxy, sao vậy nè? Nhìn thấy Lily. Yên tâm, cậu sẽ khỏe thôi mà. Nóng quá, nóng dã man. Đùa người khác như vậy tưởng vui lắm hả? Đi thôi Lily. Sao mình lại giúp cậu ấy vậy? Cái tên này. Có vẻ anh chẳng hoàn hảo lắm nhỉ. 3, 2, 1. Hắn ta đâu rồi? Mà cô ta là ai? Hắn? Hay, anh là chơi. Lily, anh em tốt của anh đấy. Anh có muốn đi dạo không? Dạ được. Tuyệt. Chào em, anh là chơi. Anh sao còn lại phản bội tôi chứ? Anh này đẹp trai quá. Tớ vui quá đi. Tớ thích ảnh. Anh này là đúng mẫu của mình rồi. Ai đấy? Hello. Anh muốn gì chứ? Nhớ anh không? Lily, ai vậy? Cậu. Đừng. Cậu còn nhớ hồi xưa tụi mình học chung lớp không? Ê, nhìn này. Wow, ngờ đó. Đi thôi, nhanh đi. Cái gì vậy?
Rick, anh muốn xem phim không? Wow, Lily, em thật hào phóng đó. Cảm ơn em. Chris, đi thôi. Wow. Lily. Dạ được. Không, không phải em. Gửi Chris cho anh. Thật đó hả anh? Chris, của anh đây. Wow, cảm ơn nha. Sao thế rồi cảm nhận với tôi vậy? Chúng mình phải hành động thôi. Yeah. Sao không ai yêu tôi vậy? Hai người đang làm gì ở đây hả? Tất cả là do tụi tớ bày trò đấy. Cậu điên mới tin. Yêu hai người nhiều lắm.